Hai cả nhà, hôm nay Hiền xin mời cả nhà đi hái trái dâu tầm chung với Hiền. Trái nào mà chín màu đen thì Hiền sẽ hái. Này ông Chris ông cũng dặn Hiền đi hái như kiểu là có hái dâu tầm chưa, sợ nó rụng á cả nhà. Đây nè, sợ nó rụng hết. Nó chín là nó rụng. Cái mấy trái này bị tụi đó nó cắn mấy con chim á. Đây, quay sơ sơ cho cả nhà xem á. Đây, trái chín cũng tua tủa khắp nơi hết trơn luôn. Hái cái này là cũng phải đi tới đi lui tùm lum tà lé hết nha cả nhà. Ai chè, hái là Hiền mê, giống như là kiểu bị cuốn vô vậy đó. Khi mà hái như kiểu là bị cuốn vô cái phần hái vậy đó cả nhà. Cái này thật ra nó cũng chưa chín lắm, Hiền còn để thêm được nữa. Như cái này nè, cũng còn chín thêm được nữa. Thôi mình để ha. Mấy bà chim nó cứ đi tới đi lui. Cô trà đây nữa nè cả nhà. Ở trên đây nó hơi cao á, nhưng mà Hiền vẫn còn mới được. Cái này khi mà Hiền đi thu hoạch cái này thì Hiền phải mặc đồ đen. Hôm trước có cái quần của Hiền nó bị dính rồi, và dính một cái là coi như là quăng luôn á cả nhà ơi. Tiếp tục. Ôi á, ui đây nè, mấy em này nè. Ôi sao lá nó che lại. Rớt, dễ rớt quá. Trời ơi, đây nè cả nhà hen. Bà ở trên đây. Quý vị muốn gì? Nhìn mấy mảng kìa. Đúng vậy. Trời ơi, biểu diễn nha cả nhà. Để chân lên xuống các kiểu được. Hôm nay Hiền cho ăn mắm, của bộ nó không thích cả nhà ơi. Bên góc này nè. Ái dồi. Thì ra là nó, cái cành nó ở trên mà nó, chắc Hiền kéo nó xuống hôm bữa đó. Rồi bên đây nữa nè. Ái dồi. Phải kéo xuống thế nè. Góc này nha cả nhà. Em này là bị nó cắn mất tiêu rồi nên Hiền quăng ngay lại cho nó luôn đi. Chứ mình cũng đâu có dám ăn đâu. Cắn còn bày đặt. Được cái góc này có mấy trái nè. Bên đây nữa. Và bên đây nữa nè cả nhà. Đó. Ở bên kia nữa.
Để Hiền xem coi. Những cái cành này Hiền phải quằn xuống nè. Đó. Nhìn thấy không? Này. Và ôi. À, quăng nó xuống như thế này. À, có lẽ đây sẽ là một chiêu mới. Quăng nó xuống và để nó xuống một cái nhánh nào đó, để cho nó phải đứng như thế. Và cho nó vẫn còn trái thì sẽ quăng nó xuống tiếp. Tại hiến cả nhà. Này nè. Nè. Này trái. Và ở đây nữa nè. Nhìn hơi khó thấy. Mọi Hiền hái luôn đi. Ở đây nữa. Ôi rớt rớt. Cũng may là áo đen á mẹ ơi. Cái áo mình nó không phải màu đen là tiêu rồi. Cái bóc này Hiền thấy có trái, cho nên Hiền lại quằn em ấy xuống. Cái này tiêu rồi, cái kim ăn. Cái này nhóm cũng còn chín được, mà thôi Hiền hái luôn. Đây. À và đây là cái nhảy, trời. Đâu rồi? Trái nãy Hiền thấy chín đâu rồi? Hay ha. À và đây nữa. Và ở đây nè cái nè. Ây dù, và đây nữa. Đây, ui dạ. Cái này là bị cắn rồi. Nhóc này. Ủa có cái cao quá kìa cả nhà. Mấy cái này bị cắn hết rồi. Cái này được cái là nó dễ quằn xuống quá chừng luôn. Cho nên mặc dù nó cao nhưng mà Hiền vẫn thấy chấp nhận được. Hái được thì là Hiền chấp nhận được thôi. Hay nhỉ. À và đây nữa. À mà trái này bị nó cắn mà mình tiễn luôn. À đây nữa nè, đây có trái đen nữa nè. Ngồi bị cắn luôn rồi cả nhà. Thôi. Cắn là thôi bỏ đi. Nhìn tổng quan á thì cái cành này nó có hai trái mà nó rất rất là cao luôn. Để Hiền xem coi, Hiền có vừa cái nó xuống mà vừa quay được không. Ôi giời, hơi khó. Đây nó càng nhẹ hơn. Ây dồi, ở đây nữa nè. Đây nữa. Ai rớt rớt. Bên đây. Bên đây. Và em này. Bên kia nữa kìa. Làm luôn em này. Nhánh này. Em này xuống luôn. Xin mời cả nhà. Ngọt ngọt chua chua. Và cái này là Hiền thấy có mấy trái nè. Ây da. Đây cả nhà ha. Cái này Hiền thấy có mấy trái này cho nên Hiền quằn nó xuống nè. Ủa. Trái này đen nè. Ủa. Ôi ôi. Với nó không tới. Đây trái này đen luôn nè cả nhà ha. Ngon quá nè.
và trái này nữa nè. Đây. Trời đất ơi, hai cái trái này cực ghê á, trời ơi. Đây nữa nè, ồ cái nè, đè nó xuống. Hiền ngã cái nhánh nó xuống xong rồi Hiền mới hái nè, rồi xong xuôi. Phát hiện bên đây cũng có một trái nữa. Ai cho. Rồi, đây Hiền mới quăng cái em này xuống. Hết rồi đúng không ta? Chắc mới quăng em này xuống tiếp. Cả nhà ơi, hôm nay Hiền thu hoạch được bao nhiêu đây dâu tầm đây? Cả nhà ơi, xin cảm ơn cả nhà đã xem cái phim thu hoạch này của gia đình Hiền. Hẹn gặp lại cả nhà vào phim sau. Chúc cả nhà có một ngày mới thiệt là vui. Hy vọng là cả nhà sẽ thích chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Hiền. Cảm ơn cả nhà nhiều.